Vâng, Thái Hiền xin kính chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở quốc lộ 53. Thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một vị trí mảnh đất cần bán với cái tổng diện tích của nó là khoảng 9.000 m2 đang cần được rao bán với cái giá bán vô cùng rẻ. Vô cùng rẻ nha. Hơn 100 triệu một chút xíu thôi. Khoảng 105, 106 triệu thôi là mọi người có thể sở hữu được miếng đất cần bán ngày hôm nay rồi. Đặc biệt nhất trong miếng đất này, mỗi ngày khỏi cần mua đồ ăn luôn mọi người, là mọi người có đồ ăn luôn. Nếu mà mọi người không ngán tép bạc đất, tép bạc đất chánh tông luôn nha. Mỗi ngày xúc lú thôi là đều có tép bạc đất. Một hồi nữa mình có cái clip xúc lú cho mọi người xem luôn. Tép bạc đất, cá kèo, ghẹ, tôm à, tùy theo mùa nước hay, nhưng mà bảo đảm mọi người là tép bạc đất ngày nào cũng có. Xúc lên một cái khoảng 1 kg, tin không? Nếu mà ngay cái mùa nước mà tép nhiều là cũng phải 1 kg hơn đó mọi người. Còn bèo bèo thôi là cũng khoảng 300-400 gram, rất là nhiều luôn mọi người. Đó, ai muốn mua và muốn sở hữu vị trí mảnh đất này thì cứ việc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0909840707 hoặc 0968840707, dẫn mọi người xem đất, chốt giá cùng với chủ luôn. Và đặc biệt nhất, trên miếng đất này đang trồng dừa. Đang trồng dừa nha. Khoảng 1 năm là có trái, cái hàng chính giữa. Hai hàng kế bên trồng chắc khoảng 1 năm rưỡi, 2 năm sau mới có trái. Hàng chính giữa là sẽ có trái sớm nhất. Tại vì nó rất là tốt. Nước này không phải là nước mặn nha. Có nhiều cô, chú, anh chị em hiểu lầm là cầu ngang sẽ toàn bộ là nước mặn. Nhưng mà không phải, tại vì cái khu vực này là nó giáp với Châu Thành. Nước mặn là xuống lúc ngụy ở dưới mà ngay chỗ Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc đâu đó, cái khu vực dưới á, mới là nước mặn. Còn này là có nước ngọt và nước lợ. Đó, đất của chúng ta có đường đi vô là 4 m, cách đường nhựa 150 m. Đất có xây sẵn cái cầu đi qua, tại vì cái diện tích lớn nhất là nằm bên kia. Bên kia là hai mặt tiền bờ kinh Trà Bá Lửa luôn. Có điện kéo ngang đất. Và thêm một điều nữa là có nước sẵn. Khu vực dân cư gần chợ, gần trường học và gần trung tâm xã. Gần trung tâm xã nha. Ấp giữa xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đó, mọi người thấy không? Giá cả hợp lý thôi là chúng ta chốt nhanh gọn lẹ vị trí mảnh đất này rồi. Thì bây giờ mình xin được phép tour lẹ lên một chút xíu để đến đất nhanh hơn nha. Rồi ok, mình sẽ tua lẹ thêm một chút xíu nữa. Thì đây là đường quốc lộ 53, nơi từ trung tâm thành phố Trà Vinh qua cầu Long Bình 1 chạy thẳng hoài 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 luôn là sẽ tới quốc lộ 53, qua chợ Hòa Lợi, qua nhà thờ Vĩnh Kim. Ủa lộn, qua nhà thờ Phước Hảo, Châu Thành, Trà Vinh. Đụng cái ngã ba rẽ về bên phía bên tay phải, hoặc chạy thẳng rẽ bên phía bên tay phải cũng được. Đường nào cũng có thể vô được miếng đất cần bán. Đất của chúng ta cách Hương Lộ 17 cách Hương Lộ 17 khoảng 150 m. Khu vực dân cư đông, đất lúa. Mua đất này chuẩn bị cho mình một trong hai loại giấy tờ sau đây. Có thể chuẩn bị giấy xác nhận làm lúa hoặc giấy không hưởng lương thường xuyên. Đây là cái Hương Lộ 17 ha. Từ ngay chỗ trung tâm chúng ta chạy tới ngay chỗ Hương Lộ 17 này nè. Mọi người để ý nha, mình sẽ quay cho mọi người xem cái đường vô. Đường đan xe tải 500 kg chạy vào Quy Vu. Từ cái đường nhựa này chạy vô 150 m là tới đất. Đường vô là 4 m, có giấy đường đi riêng, sổ hồng chính chủ đang ở nhà mua, ký sang tên trong vòng hộp nốt nhạc, bao tất cả thuế giấy tờ ra tới sổ luôn. Rồi ngày hôm nay là bán là bao sổ luôn nha mọi người, bao thuế, bao sổ, bao tất tần tật luôn. Yêu cầu mọi người giá cả hợp lý là chúng ta có thể chốt rồi. Giá cần bán ngày hôm nay là 1 tỷ đồng. 1 tỷ đồng sẽ bao tất cả các loại giấy tờ thuế má liên quan, bao tất tần tật luôn. Đây là cái đường vô 4 m, có sổ hồng riêng cái đường vô này. Sổ hồng riêng cái đường vô này là 4 m nha. Chạy vô khoảng 40 m thì chúng ta sẽ nở ra là 700 mấy chục mét vuông.
hơn 700 mét vuông bên phía bên đây. Vậy thì tổng diện tích cái miếng bên đây là khoảng gần một công đất. Cái cầu phía trước mặt mọi người là cái cầu của chủ đất xây. Chạy qua đó là sẽ bắt gặp thêm một cái vườn dừa nữa. Vườn dừa đang trồng và chuẩn bị cho thu hoạch. Hôm bữa mình có dẫn, hồi hai bữa trước mình có dẫn khách đi coi miếng đất này rồi. Thì hiện tại là đang có hai cây dừa đang cho trái nha. Đây, nó đang cho trái từ từ nha mọi người. Miếng bên đây là khoảng gần một công đất. Và đây là cái lúc mà mình kêu chủ đất xuống xúc lú cho khách coi nè. Khách hỏi là có thiệt hay không. Tại vì lúc nào mình chào đất mình cũng nói có tép hết trơn á. Người khách hỏi mình là có thiệt hay không hay là gạt người ta. Chủ đất nhảy xuống xúc lú luôn, xúc cho mọi người xem luôn coi coi thiệt hay giỡn. Đây lúc này là lúc đổ vô nha mọi người. Mọi người chịu khó nhìn ha. Tại vì mình quay cái điện thoại đứng á, mình quên đi, mình quay điện thoại đứng. Mọi người chịu khó nhìn chút xíu ha. Đây là cái lúc mà chủ đất nhảy xuống đổ tép ra nè. Rất là nhiều mọi người, tép bạc đất rất là nhiều luôn. Để nói mọi người không tin. Rồi mình xin nhắc lại số hotline ha. Trong lúc chủ đất xúc lú thì mình xin nhắc lại số hotline để liên hệ mua đất: 0909840707 hoặc 0968840707. Dẫn mọi người xem đất, chốt giá trực tiếp cùng với chủ luôn. Và nhận quảng cáo một lưu clip như vậy là dao động từ 500 cho tới 1 triệu tùy theo mức độ xa hay gần ha. Và nhận về ở trung tâm thành phố Trà Vinh, ở trung tâm ở tỉnh Trà Vinh thôi, còn mấy tỉnh khác thì mình sẽ ăn phí cao hơn nha. Đây mình dở cho mọi người xem, tép bạc đất nè, bao la luôn nha mọi người. Đó, có con ghẹ nữa kìa, đó nhóc luôn nè, thấy không? Cái này là khoảng 400 gram tép bạc đất nha, có cá kèo trong chổng luôn đó. Nói có sách mách có chứng nè, chỗ đất nhảy xuống xúc cho cái người mua coi luôn. Nhưng mà tại vì người ta chưa có trả được giá, mới trả có 850 thôi mọi người, chưa có tới giá bán, thành thử ra mình sẽ đăng lại nữa. Yêu cầu là cái người mua chịu khó lên chút xíu nữa thôi là sẽ chốt đất được rồi. Rồi bây giờ đi vô miếng đất coi nha mọi người. Đây là cái hàng dừa. Trên đất thì trồng là 4 hàng dừa, giáp hai con kinh Trà Bá Lửa luôn. Qua cây cầu là một con kinh, đi xuống dưới đất là một con kinh nữa. Trên đất thì đào sẵn hai cái rãnh dẫn nước tưới tiêu vào, có cái ống bọng dẫn nước vô nha. Bởi vì thành thử ra tép rất là nhiều mọi người. Đó, có ống bọng dẫn nước vô để tưới tiêu luôn, thành thử ra tép rất là nhiều. Thì chủ đất đã vô thuốc sẵn cho mấy cây dừa rồi, để đề phòng những cái con bọ cánh cứng ha. Chủ đất rất là kỹ mọi người. Nhà người ta sát bên miếng đất này luôn, thành thử ra mọi người mua là cứ việc liên hệ trực tiếp thôi. Đó. Đó, có một cây dừa thì nó do nó bị ngã nha mọi người. Cái lúc mà đắp đất lên á, nó bị trúng cây dừa này đó, ngã, thành thử ra nó chết rồi, trồng là cây mới rồi. Đó, cây dừa này rất là tốt luôn. Mình quay sơ cho mọi người xem. Thì cái giá mình xin nhắc lại là 1 tỷ đồng, bao thuế má giấy tờ. Liên hệ 0909840707 hoặc 0968840707. Đất ở Kim Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người để chốt đất.